Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Lại một lần nữa quay lại với Phạm Thức Audio. Và trong video ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đây là một sản phẩm âm ly Pioneer 8900 trơn. Đây là một trong số những chiếc âm ly đình đám nổi tiếng, có thương hiệu. Và bản chất âm thanh tiếng của nó cũng phải nói là rất tốt của hãng Pioneer. Đó là mã SA8900. Đây là một sản phẩm được sản xuất vào những năm 1975, với giá xuất xưởng của nó không hề rẻ. Giá xuất xưởng của con này là 78.000 yên, còn đắt hơn cả 7.800 mắc đôi các bác nhé. Đắt hơn cả 7.800 mắc đôi, em xin phép được nhắc lại. Giá của 7.800 mắc đôi, giá xuất xưởng của nó mới chỉ có 58.800 yên thôi. Nhưng con này, giá xuất xưởng của nó là 78.000 yên. Đơn giản là bởi vì linh kiện của nó, tất tần tật đồ đạc của nó để mà thành phẩm lên được một sản phẩm âm ly như thế này, tại thời điểm đó được đánh giá cao hơn, tốt hơn. Nhưng do thời gian, do cái thị hiếu của người Việt Nam là thích vú, thích đồng hồ, thì sản phẩm Pioneer 7.800 mắc đôi được lên một mức giá khác và cao. Hiện tại bây giờ 7.800 mắc đôi đang có mức giá trị cao gấp đôi so với chiếc âm ly 8.900 trơn này. Nhưng không phải vì thế mà 8.900 trơn nó không được đánh giá là một sản phẩm tốt. 8.900 trơn dành cho những người thích những âm thanh lời sáng. Đấy, nó không nịnh nà tiếng như 7.800 mắc đôi. Nhưng cái thằng này lời của nó rất sáng, bởi vì nó được sử dụng một cái kiểu mẫu thiết kế khác. Nút bát tép của nó, nếu các bác nhìn mà xem, 7.800 mắc đôi nó chỉ có một nút bát và một nút tép thôi. Nhưng cái thằng này thì nó lại chia làm 4 giải. Đấy, bát được chia ra làm 2 và tép được chia ra làm 2. Thằng này bổ trợ cho thằng này và thằng này bổ trợ cho thằng này. Ngoài ra nó có hai đòn kích 7 bát tép rất tốt luôn. Nhưng bọn này nó được thiết kế không có hiệu ứng âm thanh, không có chỉ số bát tép cao hơn thằng 7.800 đôi. Thằng 7.800 đôi nó có một cái ưu như này, có nghĩa là cái nút volume này nó sẽ được cộng trừ 12, cộng trừ 12. Còn thằng này chỉ được cộng trừ 10 thôi các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, cộng trừ 10 này. Đấy, cộng trừ 10 decibel. Chính vì thế mà thằng này nó tiếng tép của nó không quá mạnh, không quá nhẹ, nhưng nó được bổ trợ thêm cái này nên tiếng tép của nó, theo em nghĩ thì thằng này nó có độ chi tiết sâu sắc hơn. Nhưng không thể nói 8.900 hay hơn 7.800 được. Nói thế anh em, tất cả những người đang xem video của em hoặc là những kênh khác sẽ bảo là thằng này thằng dốt mất. Nhưng nhà sản xuất nó sản xuất ra là thằng 8.900 trơn này này là sản xuất sau, có sự cải thiện và tân tiến hơn. Nhưng cuối cùng giá cả thì nó hơn đấy, nhưng mà hiện tại bây giờ thôi, tất tần tật mọi thứ đều là do người tiêu dùng đánh giá. Em không nói thêm nữa, sản phẩm 8.900 trơn này bên em mới về cập bến rất đẹp. Cái thứ nhất là rất đẹp về ngoại hình, là rất đẹp. Cái thứ hai nữa là sách vở còn. Cái thứ ba nữa là cái nút ba lăng này, các bác để ý xem, 99% con nào cũng bị chóc hết cái này. Nhưng con này cái nút ba lăng của nó còn rất đẹp, còn đến 95% cái độ đẹp của nút ba lăng. Mặt gần như là không một vết phẩy lông chuột gì cả. Đấy, rất đẹp. Chữ vẫn còn sáng quắc và tính năng hoạt động của nó là hoàn hảo. Thì con âm ly này xin phép được báo giá thưa quý vị các bạn luôn, để anh em nào có nhu cầu về con âm ly này thì tiếp tục xem về cái phần nội dung bên trong của mày. Con âm ly này thì em xin phép được bán với giá 5.2 triệu, chỉ có 5.2 triệu chiếc âm ly này thôi, có cả sách vở nhá, được sản xuất năm 1975. Đây, mời anh em cùng đọc một số thông tin kỹ thuật của nó rồi anh em mình cùng mở tung cái ruột gan của nó ra nhé. Em nói trước là sắc xi của con này là nguồn vàng. Theo những gì em nhớ thì con âm ly này chạy là nặng 11,5 cân, đúng rồi, đây đây. Và thông số kỹ thuật là 42 nhân với 15 và 34,5 cm. Công suất tiêu thụ của nó đạt từ 145W đến 380W. Đấy, công suất của nó là công suất dao động nhá. Còn cái công suất ở đằng sau đít này, nó ghi chỉ có 145W. Đấy là công suất tiêu thụ chứ không phải là công suất ra loa, các bác lưu ý nhá. Còn công suất ra loa của em nó thì nếu có quyển Captro thì các bác sẽ hiểu được đây này, 60W với trở kháng 8 ohm, 75W với trở kháng 4 ohm. Còn cái 1kHz thì là 65W 8 ohm và 85W nhân với 4 ohm. Cái dòng này nó là dòng tự, cũng có một chút tự động ở trong đây nhé. Có nghĩa là khi cái loa của mình, trở kháng của mình nó thay đổi thì cái âm ly này nó sẽ tự động thay đổi để cho ra một cái phần công suất tương tự với độ ohm của loa khi tiêu thụ sản phẩm. Đây, cũng như đã nói đến quý vị bạn, đây em đã mở nắp ra, mời anh em cùng xem cái phần ruột gan bên trong của nó.
phải nói dùng một cái từ là vàng ươm, đúng không? Con này được thiết kế với sắc xi 7 sắc rất đẹp, với chỉ số CD của khung, số CD của khung là 829. Đấy, vàng ươm các bác nhìn thấy rồi đúng không ạ? Và độ zin của nó thì em bao quý vị các bạn là zin tuyệt đối. Nguồn của nó đây, và hai tụ nguồn. Còn đây, đây là phần hậu sau của sản phẩm nha. Con này có cổng power và cổng rè này, rút cái này ra thì nó sẽ bị mất tiệm. Đấy, nhiều anh em hay nghịch ngợm dùng cái cổng này là cổng ớt này, là quay lên lọc xì và từ lọc xì quay lại cái cổng này. Đấy là tùy ý các bác nhé, em không dám can thiệp về cái vấn đề đó. Khi anh em mình cắm lại nhà thì nó vẫn kêu bình thường, nó nối cái máy lại thành một. Các cổng tín hiệu Aurex Tuner Phono 2. Và con âm đi này đây, như em nói lúc nãy là công suất tiêu thụ của nó là 140W, 145W đến 380W đấy. Thì trên máy của nó sẽ ghi là 140W. Đấy, dùng điện 100V. Và chỉ số seri của con này là 26826. Nói chung là rất đẹp. Trở kháng nhảy từ 4 đến 16 ohm cho A và B, và A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Thì anh em mình xoay cái nút cộng bên kia kìa, xoay cộng A cộng B thì nó sẽ lên từ 4 đến 16 ohm. Còn nếu để đánh độc lập một cổng A hoặc cổng B thì trở kháng của nó sẽ từ 4 đến 16 ohm. Con này đặc biệt một cái nữa này. Anh em nào đã từng xem 88 trơn ở bên em thì đều hình dung ra được là cái đời nó có 4 đời sò. Đời sò Toshiba đỏ đỏ như này này là đời sò hiếm này. Đấy, 8 con đỏ hết, 8 con sò sắt. Còn đời mà đỏ đen và đời là đỏ xanh ken là đời rẻ tiền nhất nha. Đấy, thì đó thôi, chỉ biết đây là đời cao nhất của 8.900 trơn. Rồi, giá của sản phẩm em cũng đã công bố rồi, 5.200.000 không bao gồm tiền cước phí. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại của em là 0972192087. Tiền cước phí của con âm ly này, nếu bác anh em nào ok thì em nhận thêm 100.000 là em sẽ ship tận hàng, bưu điện tới quý vị các bạn. Anh em chỉ việc đặt cọc trước 1 triệu em sẽ ship COD. Cảm ơn anh em một lần nữa và xin chào quý vị các bạn.